với một cái mức giá rất là ưu đãi. Đó là bên em đang sale cho mọi người chỉ còn với giá 599.000 một đầm thôi và miễn ship. Các chị ơi, DV025 này là hiện tại em đang có giá niêm yết là 697.000 đồng các chị nha. Chị nào mình tới cửa hàng nè, chị nào đặt hàng ngoài giờ livestream bên em cũng đang có giá là 697.000. Nhưng mà hôm nay các chị yêu mình săn ở trong live của em sale cho các chị yêu mình 599k chỉ duy nhất ở trong live của em thôi nha. Cho nên là vì vậy chị nào mà mình thích mẫu này muốn săn được giá rẻ, mọi người đặt hàng trong live giúp em nhé. Để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em, một em đầm lụa Latin cao cấp hàng 2 lớp cho mọi người. Mà hôm nay em sale cho các chị yêu trong live chỉ có 599.000 thôi. Đảm bảo các chị yêu mình nhận được hàng, các chị siêu mê chất vải này luôn. Đây là vì em bán cho các chị yêu mình rất là nhiều cái dáng đầm khác nhau, nhiều chất liệu vải khác nhau. Nhưng mà đối với cái dòng lụa Latin này em rất là tự tin cho mọi người luôn các chị yêu nha. Đầu tiên là cái phần vải lên cho mọi người nè các chị.